Các biến chứng thường gặp ở cả mẹ bầu và thai nhi trong thời gian mang thai mắc tiền sản giật như sau. 1. Thai nhi tăng trưởng chậm. Bệnh ảnh hưởng đến các động mạch mang máu đến nhau thai. Khi nhau thai không nhận đủ lượng máu cần thiết, thai nhi sẽ không được cung cấp đủ máu, oxy và chất dinh dưỡng. Đây là nguyên nhân khiến em bé chậm tăng trưởng, trở nên nhẹ cân và suy dinh dưỡng lúc chào đời. 2. Sinh non. Nếu bạn bị ở mức độ nghiêm trọng, có thể bác sĩ sẽ chỉ định bạn sinh sớm để tránh nguy hiểm cho hai mẹ con. Tuy nhiên, sinh non sẽ khiến em bé gặp phải các vấn đề sức khỏe như suy giảm hệ miễn dịch, hệ hô hấp, các cơ quan khác bị tổn thương. Do đó, thai phụ bị hội chứng trong khi mang bầu này cần được thăm khám thường xuyên để bác sĩ xác định thời điểm nào là tốt nhất cho chuyến vượt cạn quan trọng. 3. Rau bong non. Tiền sản giật làm tăng nguy cơ vỡ nhau thai, tình trạng nhau thai tách ra khỏi thành trong của tử cung trước khi sinh. Nhau thai bị vỡ có thể gây chảy máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ và em bé. 4. Hội chứng heo. Heo là hiện tượng tan máu, men gan cao và số lượng tiểu cầu thấp. Đây là biến chứng tiền sản giật nặng, xuất hiện ở 4 đến 12% mẹ bầu, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé. Các triệu chứng của hội chứng heo bao gồm buồn nôn và nôn, đau đầu, đau bụng trên bên phải. Hội chứng heo đặc biệt nguy hiểm vì gây tổn thương nghiêm trọng một số hệ thống cơ quan khác. 5. Tổn thương các cơ quan khác. Bệnh tiền sản giật khi mang bầu có thể gây tổn thương thận, gan, phổi, tim, mắt. Bên cạnh đó, nó còn dễ gây đột quỵ hoặc chấn thương não. Mức độ gây tổn thương cho các cơ quan phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của bệnh. Trên đây là các biến chứng có thể gặp mẹ bầu nên chú ý để có một thai kỳ ổn định, an toàn và khỏe mạnh nhé.